Tê giác là một đối thủ đáng gờm ở hoang mạc rộng lớn châu Phi. Loài tê giác phổ biến nhất ở đây là tê giác trắng, với chiều dài có thể lên tới 4,4m và cân nặng 3,5 tấn. Chúng hầu như không ngán bất kỳ đối thủ nào hiện diện tại lục địa đen. Hai gã khổng lồ đang có một trận đánh nảy lửa, không phải là trận quyết chiến sinh tử, mà là một trận đánh phân thắng bại để xem ai là kẻ chiếm giữ lãnh thổ này. Lớp da của tê giác dày tầm 5cm, chẳng khác gì một áo giáp bọc thép. Ngay cả móng vuốt của sư tử cũng chỉ gãy ngứa chúng. Nhưng trong trận chiến, một kẻ đã bị rách nhiều vạt da. Điều đó cho thấy cặp sừng trên mũi của tê giác mới là vũ khí đáng sợ nhất. Con tê giác bị thương có lẽ là kẻ trẻ tuổi hơn. Nó thiếu kinh nghiệm và cặp sừng của nó ngắn hơn. Tuy nhiên, với sức mạnh của tê giác thì các vết thương đó chẳng nhằm nhò gì. Việc chiếm cứ bảo vệ lãnh thổ ở loài tê giác chẳng khác gì danh dự chủ quyền lãnh thổ một quốc gia. Chính vì thế mà cuộc chiến diễn ra rất quyết liệt. Rõ ràng khi bị thương, vũ khí nhỏ yếu hơn thì chiến binh đó sớm muộn cũng thua cuộc. Để tránh chiếc sừng đáng sợ của kẻ mạnh hơn, con tê giác bị thương liên tục tháo chạy ngắt quãng, sau đó tìm cơ hội lại xông vào phản công. Nó cố gắng không để cho kẻ mạnh hơn tấn công vào phần thân sau. Nhưng kẻ mạnh hơn không chỉ khỏe mà còn quá nhanh nhẹn. Kẻ mạnh hơn rất biết cách chọn nơi bị thương của kẻ địch để ra đòn. Cuối cùng, con tê giác non trẻ hơn đã quyết định từ bỏ. Nó chấp nhận là kẻ thua cuộc. Giờ, lãnh thổ này thuộc về kẻ chiến thắng. Lãnh thổ được đánh dấu bằng bụi phân đặc trưng, một lãnh thổ dồi dào thức ăn, gần nguồn nước có bùn để tắm. Danh dự, đẳng cấp và sức mạnh của một con tê giác đực được khẳng định qua một trận đánh như thế này. Tất nhiên, đó là con tê giác đực khỏe nhất để mang lại gen di truyền khỏe mạnh cho các thế hệ sau. Tê giác cái tìm đến với một chiến binh tê giác đực thắng lợi là kết quả to lớn cuối cùng. Thắng làm vua, thua làm giặc. Kẻ chiến thắng không ngừng rèn luyện, mài dũa kỹ năng để chuẩn bị cho những trận chiến mới trong tương lai.